Bốn thứ để thay đổi cuộc đời của một con người, thói quen của một con người. Một là pháp luật. Trốn thuế mà bị đi tù, lần sau làm bố bảo không sợ giá làm sai. Hai là tiền bạc. Ba là tình yêu, biến cố cuộc đời. Đúng. Vậy thì cuộc đời nó cứ luẩn quẩn như vậy. Và khi nào em đủ đau khổ thì em mới thay đổi được cái đó.